Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Năm Tép. Thì hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một cái lô loa karaoke 4 tép Hansen có tên là Hansen, một thương hiệu của hãng loa Audio King. Thì lô loa này tổng cộng bên em là có 60 đôi các bác ạ. 60 đôi thì à, loa rất là đẹp, hàng bao zin, bao đẹp hết cho tất cả các bác. À, loa này là bát 25 500 à, tức là 500 từ kép à, 4 tép hàng cực kỳ là sạch đẹp luôn và một đặc điểm nữa là loa này thì là thùng của nó là thùng sơn sần cho nên mà thùng này thì khá là bền và rất gì là dễ tút đảm bảo với các bác là hàng đẹp hết cho tất cả các bác thì à, à, lô loa này thì tổng cộng bên em là về đủ 60 đôi ạ à. chứ mà các bác đây là có 40 đôi còn 20 đôi thì em đang để ở kho bên À, không tiện quay ở đây thì cũng quay giới thiệu cho tất cả các bác Trước khi đi, đi uh, chi tiết của cái loa này thì cũng nói luôn cái giá bán và giới thiệu sơ qua về cái thương hiệu này Thì um, uh, giá bán của cái loa này là 3 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhá 3 triệu rưỡi một đôi uh, Giá tại cửa hàng Còn uh, về um, thương hiệu Thương hiệu Hansen này thì uh, Các bác đều biết đây là một trong những cái thương hiệu của hãng Audio King chúng ta rất dễ biết được dòng loa audio kinh hiện nay đẩy audio king à, vàng audio kinh, loa audio king à, à, nói chung là là một trong những cái dòng thương hiệu của Trung Quốc hàng nội địa Trung Quốc khá là nổi tiếng hiện nay và rất chỉ là phổ biến thì à, về audio kinh thì có lẽ cũng không còn xa lạ đối với những bác nào mà đã tìm chơi các âm thanh karaoke tìm hiểu về âm thanh karaoke thì nó là một trong những cái dòng loa thương hiệu à, à, cực kỳ là nổi tiếng của Trung Quốc hàng nội địa xịn đấy em nói thẳng định là hàng xịn và nó thẳng định là nó chất lượng của nó ăn đứt rất nhiều những cái hàng tên tuổi khác à, nổi tiếng hơn à, trên thị trường thì à, bây giờ em sẽ đi chi tiết cái lô à, loa này cho các bác xem nhé em sẽ toàn bộ phía trước phía sau nội thất về phía trước mặt phía trước của loa thì đây thứ nhất là e-căng của loa thì e-căng bằng sắt dập mà lỗ tròn đấy thương hiệu của Hansen bằng nhôm nằm ở chính giữa à, bằng nhôm nhé thì à, cái lương địa, thương hiệu nếu chúng ta không nhìn thấy cái chữ này chúng ta nghĩ ngay đây là audio king thực ra nó với audio king thì giống nhau à, nó giống như thế là B3 với 3G đấy các bác. nó là một các bác nhé cho nên mà các bác cũng không cần quan tâm nó là Hansen hay audio king thực ra nó là audio king nó luôn vuông đét như thế tí này em sẽ tháo luôn cả bát tép và tất cả mọi thứ nó đều là của audio ok hết cho các bác xem thì um, 4 bốn tép loa thì bố trí mỗi bên hai tép đấy thùng là kiểu thùng cân sơn sần hết thùng rất chi là đẹp các bác đấy sơn sần màu ghi đen nhưng mà đen đậm còn là về phía sau của nó đây à, đây là cái phía sau của cái chạm loa các bác ạ. thứ nhất là về chạm loa này nó thiết kế là nó còn có bốn cái cọc vặn như thế này chúng ta để ý rằng là nó có giả có hai màu màu đỏ và một màu đen à, màu đỏ đây là dương và màu đen này là âm thì chúng ta có thể là đấu trên hay đấu dưới đều được các bác à, tem của loa thông số của loa cái à, cái tem này thì à, nó được làm bằng một miếng nhôm khắc cnc luôn ở trên đây các bác nhé nhôm luôn chứ không phải là tem bằng giấy như các cái hãng khác và nó được đính trên đây chúng ta thấy là dọc bằng là bằng tán ở đây để gắn vào trong thùng loa cho nên cái tem này nó khá là xịn đấy à, thương hiệu là Hansen model là ak 1000 đây tần số hoạt động của nó là từ 40 Hz đến 20k. Đấy. 100 uh, tối thiểu là công suất max uh, min là 121, công suất làm việc tiêu chuẩn là 180W, độ nhảy 93 dB. Đấy, chiều dài chiều rộng đây, cân nặng là 13 kg. Đấy, nó toàn bộ những cái thông số nó như thế. Thì uh, cái loa này thì uh, nó có hai lỗ thông hơi nằm ở phía sau các bác nhé Lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi phần uh, chi tiết nội thất luôn cho các bác xem nhá đây là cái ba loa sau khi là em đã tháo ra thứ nhất đây là chúng ta sẽ thấy là có cái tem tem bạc của hãng đây hàn sen nó nằm ngay đây chúng ta thấy đấy tem tem bạc nó dán ngay phía trước loa giống như cái kiểu của bmb đấy tem khá là xịn tem bạc bốn à, tép thì nằm ở hai bên được bố trí một bên hai chiếc tép này đều có dâu như kiểu như thế này các bác nhá đấy tép như thế à, đây tép này này cũng thế và đây phần tần của loa à, phía trong thùng loa thì chúng ta thấy là bông tiêu âm này phần tần phần tần của loa karaoke đây thì trên phần tần nó chỉ có một con một con tụ và hai con trợ sứ một cuộn cảm và một số cái con con cầu chì đây thì đây là một cái phân tần gọi là tiêu chuẩn của dòng loa karaoke đa số các hãng đều làm giống nhau cả à, khá là đơn giản tuy nhiên là cái hiệu quả nó thì mỗi hãng nó có một cái ưu điểm riêng thì cái này cũng em cũng không biết được nói chung là mỗi hãng nó nó đưa ra một cái thông số hoặc là một cái cách họ làm riêng thì mình cũng không quan tâm lắm à, cái điều em muốn nói ở đây tức là cho các bác um... cứ lục những cái loa audio kinh bốn tép ấy, thì chúng ta đều có thể làm thấy uh, cái phần tần này giống y chang cái phần tần của audio kinh không có một cái điểm gì khác hết các bác nhé giống y chang luôn đấy À, đây khoảng cái tép loa đây tép loa của hãng khá là xịn luôn nhìn là xịn cực kỳ luôn đấy à, đấy anh ta thấy tép loa thì được làm là bằng 520 tầng nên cho hai tầng à, nhìn phía trong của nó khá là xịn là nó được mạ một lớp uh, chrome hay cái đấy, mạ rất chi là, là, là đẹp các bác nhé đấy cực kỳ là đẹp luôn nhìn phía trong thì rất chi là mê à, phía trước của nó đây chúng ta thấy trên cái tép và của audio king đặc trưng là nó có cái vành nhựa nó theo luôn như này đây, nó theo nó gắn luôn trên cái phần sổ tép lên này, này đấy chúng ta thấy cái tép rất chỉ là xịn Nhìn rất chỉ là đặc trưng của audio king dòng loa này là cái tép của nó nó cái 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 xương của nó nó đều mạ rất chỉ là đẹp và đây là cái bát loa này nhá cái bát loa này đây thì um, bát loa của audio king thì nó nhìn khá là xịn thứ nhất là về gân loa gân loa của lô này thì có lẽ là đang còn rất dùng có rất chỉ là lâu đầu mới hư tại vì là em tháo là một số cái thì đang còn rất chỉ là đẹp cho nên mà cái việc thay gân này chúng ta cũng chưa phải cần thiết lắm tức là các bác còn dùng còn chán nó chưa hư, hư thay tức là chưa có dấu hiệu cũng bị lão hóa hay là bị dạn gì hết Gân em kiểm tra là thấy là rất chỉ là ok à về màng loa Màng loa này thì thôi rồi, không còn có gì để nói màng xịn các bác nhá, màng loa xịn. Đấy, màng loa xịn. Dốn này là dốn xịn luôn. Thì tại vì là theo kinh nghiệm của em thì những cái màng loa mà nó có cái độ nhám nó vừa phải như thế này là những cái màng loa xịn. À, tránh những cái màng loa mà chúng ta nó nhìn nó tức là màng loa mà nó chảng, tức là nó không được sâu thì là cái màng loa nó tin về loài tiếng bát là rất trị là kém. À nếu như màng loa mà nó làm bằng cái nhà... à, nhựa thì nó là màng loa cũng không ăn thua phải làm mà, mà loa xịn của nó phải làm bằng giấy các bác giấy mà phải giấy đủ độ dày nó để nó không bị gãy khi nó đập hoàn động với cái cường độ lớn thứ hai là nó độ nhám nó vừa phải độ nhám vừa phải để chúng ta khi mà chúng ta à, ca thì nó nó cái tiếng của nó nó không bị rộ tiếng mà tiếng nó sạch đấy còn về từ loa thì đây để quay luôn cho các bác xem từ loa từ loa của loa của hãng này thì được làm bằng năm trăm hai tầng à, từ trắng các bác nhá thì à, loa này năm trăm tầng là một trong những cái <laughs> kiểu loa mà em khá là thích tại vì là năm trăm tầng thì à, cái à, nó sẽ được hỗ trợ thêm một cái năm ở phía sau này để cái từ tính nó à, tăng lên nó cao hơn à, côn loa côn loa này côn này côn 51 mươi côn này khá là lớn so với dòng cả đầu ok, nói chung là dòng loa này thì các bác đảm bảo các bác ok về chất lượng à, về giá so sánh của nó thì à, những cái dòng loa phổ biến hiện nay trên thị trường giống như BMB 455 hoặc là những cái dòng loa khác nhưng mà giá trong phần khúc cao hơn nó thì dòng loa này tiếng em khẳng định là ok hơn à, nó hay hơn cả về phần bát và cả phần tép các bác đã coi toàn bộ những cái nội thất ngoại thất và cái giá bán của cái loa thì cũng xin nhắc lại là à, loa này là cái giá bán của nó là 3 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé và bên em sẽ ship toàn quốc bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em À, bác nào mà nhập thợ thì vui lòng là điện thoại trực tiếp hoặc là inbox vào vùng kín để sẽ báo giá cụ thể giá lô này sẽ là rất là tốt các bác nhé à, em xin kết thúc video tại đây ạ. xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác nhé bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ à, cũng xin mời các bác là đăng ký theo dõi kênh của bên em luôn ấn vào cái nút uh, like đăng ký mà hình đỏ đỏ phía dưới bên tay phải và ngoài bên cạnh nó có cái chuông ấy chúng ta ấn vào cái đó thì để cập nhật những cái thông báo mới nhất về sản phẩm thì mẹ em luôn luôn được cập nhật lên kênh youtube này à, xin cảm ơn tất cả các bác nhá xin chào và hẹn gặp lại.